Hello chào mọi người ha, rất lâu rồi em mới quay lại chụp hình chị mình xem mấy cái mẫu bông trang. Thì bữa nay em tập hợp được rất là nhiều loại luôn, quay lên Zalo báo giá tới cô chú bác anh chị đằng xa của mình nha. Thì cái mẫu đầu tiên mà em đang quay ở trên này anh chị mình đang thấy, thì cái màu này nó tên là cây trang vàng Pháp nha mấy anh chị. Thì nếu mà anh chị nào mình muốn mua, mình có thể mình nhớ cái tên nó lại, hoặc là mình chụp cái ảnh nó lại mình gửi qua bên một Zalo của em nha. Tại vì mình không có nhớ tên nó là em gửi cái cây nó không được mấy anh chị. Mẫu này là mẫu vàng Pháp ha, tên của nó là cây trang vàng Pháp, và cây em gửi đi cho mấy anh chị mình là nó có lai gai hoài cái nụ mấy anh chị. Cái dòng này thì hoa nó đẹp nhưng mà nó hơi chậm lớn nha, thì chiều cao từ cái mặt chậu lên á, cây này thì nó cao lên khoảng cỡ là hơn một gang tay của mình ha, nó tầm khoảng cỡ một gang rưỡi. Thì em bán là một cặp mấy anh chị, một cặp như thế này á là 170.000, và em bao tiền cước cho mấy anh chị mình là tới nhà luôn nha, nó bao ship tới nhà luôn mấy anh chị mình nhận cây mình mới trả tiền ha. Đó, một cặp như vậy là 170.000, tên của nó là cái mẫu vàng Pháp á. Đây là cái mẫu số 1 nha mấy anh chị, em để xuống từ mẫu cho mấy anh chị mình xem mình tham khảo ha. Rồi tiếp theo bên đây là cái mẫu số 2 nè, cái mẫu số 2 này nó tên là cái trang sen, để mình chị mình xem thử cái cánh hoa của nó nha. Trang sen thì do là nó chưa có nở nên mình chị mình xem đỡ cánh hoa này. Cánh hoa của nó nở ra rất là nhiều cánh đó anh chị, những cái hạt nhỏ này nữa nở ra rất là nhiều cánh luôn. Cây này nó tên là cây trang sen nha mấy anh chị. Chiều cao từ cái mặt chậu nó lên này ha, nó cao khoảng cỡ là một gang rưỡi tay của mình, bề ngang của nó ở trên này cũng khoảng cỡ là hơn một gang tay, thì đang nụ rất là nhiều luôn mấy anh chị mình thấy nè, và trên của nó là đầy nụ hết trơn luôn mấy anh chị. Thì một cặp như thế này mấy anh chị em bán là một cặp nha mấy anh chị ơi. Thì một cặp như vậy là 170.000, bao cước tới nhà cho mấy anh chị mình luôn. Ví dụ như mình chị mình không thích một cặp như vậy, mấy anh chị mình có thể đổi, mình mua một cây này một cây kia đủ một cặp thì em đi đơn cho mấy anh chị mình ha. Đó, em đi đơn ít nhất là một cặp nha mấy anh chị ơi. Một cặp là 170, tên của nó là trang sen nha. Anh chị nào mình nghe không rõ mình có thể mình chụp ảnh lại nha mấy anh chị. Rồi tiếp theo thì một cái mẫu màu vàng nữa, thì cũng lâu lắm rồi mới quay lại cái mẫu này mấy anh chị mình xem ha. Thì cái mẫu này nó tên là cây trang Mỹ vàng mấy anh chị. Mỹ vàng thì nó có hai dòng là Mỹ vàng nghệ và Mỹ vàng chanh. Ở đây em đang quay cho mấy anh chị mình xem là Mỹ vàng chanh nha. Loại này thì vàng nó tươi mấy anh chị, vàng nghệ nó sậm màu, nó tối, nhìn nó không có được đẹp mắt ha. Thì cây trang Mỹ vàng hiện tại thì bên em thì nó đang nụ mấy anh chị. Đây nó đang nụ mấy anh chị mình đang thấy là nó có nụ lai gai mấy anh chị. Cái này mình về mình trồng thêm từ từ thôi nha. Một cây như thế này thì bên em đang bán cho mấy anh chị mình, xin lỗi, một chậu như thế này mấy anh chị. Chiều cao từ mặt chậu lên là khoảng cỡ là gần 2 gang mấy anh chị. Một cặp là 170 mấy anh chị. Mỹ vàng thì mấy anh chị mình biết cái lá của nó rồi ha, lá rất là đẹp luôn. Mỹ vàng chanh mấy anh chị ơi. Một cặp như vậy 170 nha. Anh chị nào muốn mua mình có thể mình nhớ cái tên nó, hoặc là mình chụp cái ảnh là mình gửi qua bên Zalo của em cũng được. Anh chị nào mình gọi mà em chưa có trả lời kịp mấy anh chị, mình có thể mình nhắn, mình để lại tin nhắn cũng được luôn nha mấy anh chị ơi. Rồi mẫu tiếp theo quay cho anh chị mình xem á, mẫu này hình như cũng là mẫu số 3 rồi. Ở đây thì anh chị mình thấy chiều cao của nó rất là cao luôn mấy anh chị, cao khoảng cỡ 2 gang tay của mình đi. Còn đây là cái hoa của nó nè, hoa này nó tên là hoa trang cam Đài Loan nha. Để mấy anh chị, đây là cánh hoa của cây trang cam Đài Loan nha. Thì cái dòng này hoa nó sẽ rất là lớn mấy anh chị. Ở đây em đang quay cho anh chị mình là cái nụ nha, và anh chị mình lưu ý hàng mình mua bên em á là cây nào mà có nụ thì mới gửi mấy anh chị. Toàn bộ trước giờ những cái cây mà em lên nụ rồi mới gửi ha. Ở chỗ cam Đài Loan này thì cao cao từ mặt chậu lên là khoảng cỡ 2 gang tay. Đó, anh chị mình thấy nó tầm khoảng cỡ là 5 6 5 7 cái nụ giống vậy luôn mấy anh chị. Đó, một chậu về tầm 5 7 cái nụ ha. Và cây này toàn bộ em giới thiệu mấy anh chị mình là những cái cây mà hai thân thôi, không có hàng một cốt mấy anh chị ơi. Mình về mình trồng mình để về mình đừng có tách ra ha, mình sang qua chậu hoặc mình trồng ra ngoài đất bình thường. Thì một cặp như thế này cũng là 170.000 luôn, tên của nó là cây trang cam Đài Loan nha. Khoảng xíu nữa thì em sẽ lên cho mấy anh chị mình là thêm nhiều mẫu nữa mấy anh chị, em còn nhiều mẫu nữa nha. Cam Đài Loan nha mấy anh chị, mình nhớ tên nó giúp em ha mấy anh chị ơi. Rồi tiếp theo bên đây một cái mẫu này nữa, nó mẫu này em mẫu tên trang tàu mấy anh chị. Mẫu này lâu lắm luôn rồi mới quay lại cho anh chị mình xem cái dòng này nha. Thì đây là cây trang tàu, thì trang tàu hiện tại thì nó có hai cái màu bông trên cùng một chậu như mấy anh chị mình đang thấy ha. Thì nó gồm có là màu đỏ màu vàng, thì nó cũng tương đối không đều như mấy anh chị, tại vì trong này trồng có hai cây nữa mấy anh chị. Cây nào nó lớn hơn thì nó sẽ nhiều bông hơn, ví dụ như cái màu đỏ lớn hơn thì bông màu đỏ sẽ nhiều hơn trên này, màu vàng lớn hơn thì màu vàng nó sẽ nhiều bông hơn. Thì một cặp như thế này cũng là 170.000 luôn, trang tàu. Loại này thì nó xuyên bông nha mấy anh chị, lâu lắm rồi mới quay dòng này ha. Dòng này thì nó chỉ lùn thôi chứ nó không có cao nhiều. Chiều cao mấy anh chị mình thấy hiện tại thì nó mới có một gang tay à. Loại này thì nó chậm lớn mấy anh chị, không phải, loại này thì nó chậm về cái chiều cao nhưng mà nó xuyên về cái độ bông nha mấy anh chị. Trang tàu hai màu ha, anh chị mình cứ kêu là cái trang tàu là được rồi, một chậu như vậy nó có hai màu luôn. Thì clip thì em sẽ quay liên tục ở trên này luôn, anh chị mình có thể mình nhớ cái ngày lại giúp em nha. Ví dụ như hôm nay là ngày 1 tháng 6 ấy mấy anh chị, sau này anh chị mình có mua lại, anh chị mình có xem lại được đó, thì anh chị mình có thể mình nói lại cái cây hoa ở trong clip ngày 1 tháng 6 nó còn không, thì bên em sẽ biết được để em gửi cho mấy anh chị mình cái cây ha. Nhiều khi cây nó còn nhưng mà nó thay đổi. Rồi tiếp theo cho anh chị mình xem là cái mẫu hoa mà nó thơm mấy anh chị, thơm mà hoa to nữa mấy anh chị. Mà hoa này thì chắc là không có lạ với mấy anh chị mình nữa rồi. Đây, cây này là cây trang Mỹ Hồng mấy anh chị.
Đây là trang Mỹ Hồng ha, anh chị mình đang thấy đây là màu hoa của cái trang Mỹ Hồng. Thì đối với cái dòng trang Mỹ Hồng này thì em gửi đi thì cũng là cái cây nó đang có nụ nha mấy anh chị ơi, chứ gửi đi thì cái cây mà nó nở rồi á, thì nó sẽ bị hư cây của mình đó anh chị mình thấy nè. À, nụ mà nó chưa nở nữa mà nó đã muốn rụng rồi, mà gửi mấy anh chị mình ở cây có hoa giống vậy là nó sẽ hư hết nha mấy anh chị. Ở đây thì em quay cho anh chị mình xem được cái mặt hoa để mình biết cây nó như thế nào mấy anh chị. Thì cây Mỹ Hồng này thì chiều cao từ cái mặt chậu lên thì khoảng cỡ là 2 gang tay của mình ha. Đó anh chị mình thấy là nó tầm khoảng cỡ 2 gang tay của mình nha mấy anh chị ơi. Và một cặp Mỹ Hồng như vậy nó cũng là 170.000 luôn. Thì đối với cái dòng Mỹ Hồng này mấy anh chị là hoa của nó sẽ có mùi thơm nha. Cái dòng trang Mỹ Hồng này hoa có mùi thơm nha mấy anh chị. Đó, anh chị nào quan tâm cái dòng trang Mỹ Hồng này mình có thể mình kết nối qua cái Zalo của em hoặc số điện thoại của em ở trên cái tiêu đề nha mấy anh chị. 170.000 một cặp. Rồi em để cái mẫu này xuống cho mấy anh chị mình xem ha. Tiếp theo thì em sẽ qua cho anh chị mình một cái dòng trang lá nhỏ mấy anh chị. Đây là cây trang lá nhỏ nha mấy anh chị ơi. Trang lá nhỏ này nó có tên gọi là cây trang cam thái hay còn gọi là cam cà rốt mấy anh chị. À, đây là cái hoa của nó nè. Loại này thì hoa tươi mấy anh chị. Hoa nó rất là tươi mấy anh chị mình thấy nè. Đây cái hoa nó nè mấy anh chị. Khi mà nó mới nở ra thì nó màu màu vàng với màu cam ha. Khi mà nó gần tàn rồi nó sẽ chuyển qua màu màu cam đậm hết luôn. Và cây gửi đi thì đang nụ rất là đều như thế này mấy anh chị ơi. Một chậu như vậy nhiều thân nha. Nó là nguyên một cái bụi luôn. Anh chị mình thấy nè, nguyên một bụi luôn. Cao từ mặt chậu lên là khoảng cỡ hơn 1 gang tay. Thì một cặp như vậy mấy anh chị là gồm 2 chậu mấy anh chị, một cặp như vậy là 170.000, đang nụ rất là đều ha. Rồi những cái cây trang mà em giới thiệu trên này cho mấy anh chị mình xem là toàn bộ những cây trồng ngoài nắng nha. Anh chị nào muốn mua mình cứ kết nối qua số điện thoại của em để trên màn hình nha mấy anh chị. Số điện thoại thì nó có Zalo luôn. Anh chị mình nếu mà mình muốn mua nhiều đó, mình không nhớ tên, mình cứ chụp hình lại mình gửi qua Zalo của em là được mấy anh chị ơi. Rồi em để mẫu này xuống, em sẽ quay qua cho anh chị mình xem cái mẫu khác. Cái mẫu này hồi nãy cái mẫu này khác mấy anh chị, mẫu này khác nha. Đây mấy anh chị, hồi nãy thì em đã quay cho anh chị mình xem là cái mẫu cây cam Đài Loan rồi đúng không anh chị? Hồi nãy nè, đây mẫu này là mẫu cam Đài Loan này mấy anh chị. Thì dòng cam Đài Loan thì bây giờ em có thêm cái mẫu là cây vàng Đài Loan nha mấy anh chị. Đây là vàng Đài Loan nè mấy anh chị, mình đang thấy cái màu hoa của nó này nha. Nó khác cây vàng Pháp nha mấy anh chị, vàng Pháp là lá nó tròn nha. Đây là vàng Đài Loan nha mấy anh chị ơi. Đó, vàng Đài Loan thì lâu lắm mới có một đợt mấy anh chị. Đây anh chị mình đang thấy cái bề nụ của cây vàng Đài Loan ha. Thì một chậu vàng Đài Loan như thế này thì nó tầm khoảng cỡ là 2 4 nè, 6 nè, 8 nè, khoảng 10 cái hoa luôn mấy anh chị. Cây đang rất là sung luôn. Và cây này thì em bán đồng giá với mấy cây cam Đài Loan luôn cho mấy anh chị mình dễ chơi ha, số lượng không có nhiều mấy anh chị. Vàng Đài Loan này thì một cặp của nó là 170 rồi mấy anh chị. Một cặp về là 170.000 à. Anh chị nào lấy giống mình có thể mình mua một cặp hai cặp gì mình chơi mình lấy giống ha. Dòng này thì tương đối ngoài còn mới mà bây giờ thì bông trang mấy anh chị mình biết rồi, rất là ít người làm luôn. Anh chị nào quan tâm mình có thể chơi thử một cặp hai cặp gì mình lấy giống mình trồng nha mấy anh chị. Hoa này thì em thấy nó đẹp lắm anh chị. Đây là hoa trang vàng Đài Loan nha, một cặp là 170.000. Một cặp bao gồm 2 cây và em đã bao gồm tiền cước cho mấy anh chị mình luôn ha. Chiều cao từ mặt chậu lên là khoảng cỡ được là 2 gang rồi mấy anh chị. Đây. Anh chị mình thấy là được khoảng cỡ 2 gang rồi. Rồi em xin phép để cái này xuống ha. Rồi tiếp theo cho anh chị mình xem cái mẫu này. Rồi cái mẫu này nó tên là cái mẫu cây mai thái nha mấy anh chị ơi. Mai thái thì cái mẫu này là mẫu cuối cùng luôn, em quay cho mấy anh chị mình xem ha. Thì mai thái thì hiện bán là 150.000 một cây mấy anh chị. Nếu mà anh chị nào mình mua một cây thì phí ship sẽ là 30.000. Anh chị mình mua một cặp thì em bao ship cho anh chị mình luôn ha. Một cây thì em đi lẻ đơn mấy anh chị, tại dòng mai thái này á thì cái giống nó tương đối còn mới cho nên nó mắc tiền mấy anh chị. Anh chị mình thấy cái màu hoa của nó nè. Hoa này hiện tại em đang quay cho anh chị mình xem là hoa mai thái màu xanh bơ ha. Thì một cây như thế này mấy anh chị, một cây nha, anh chị mình lưu ý một cây chứ không phải một cặp nha mấy anh chị. Một cây như vậy á thì nó là 150.000 mấy anh chị. Loại này là xiên bông mấy anh chị ơi. Anh chị nào chưa có cây này mình có thể mình tham khảo mình trồng thử một cây nhé. Loại này cây thân gỗ dễ trồng dễ chăm nè, ít sâu bệnh mà xiên hoa nữa, tầm khoảng có 45 tới 60 ngày có hoa một lần, một cây 150.000. Và cây này mình trồng tầm 5 năm là nó lớn cao khỏi mình rồi, tốc độ phát triển của nó cũng tương đối nhanh hơn cây trang luôn á mấy anh chị. Đây là màu hoa của nó, em quay cho mấy anh chị mình xem thử ha. Anh chị nào mà mình xem mà mình nghe nãy giờ em nói mà mình nghe không kịp, mình nhớ không hết, anh chị mình muốn mua nhiều hay gì đó thì mình có thể mình chụp ảnh là mình gửi qua bên cái Zalo của em báo giá lại cho mấy anh chị mình nha. Rồi anh chị nào mình quan tâm mình có thể mình bấm đăng ký kênh ủng hộ em ha. Nếu mà clip này mấy anh chị mình chưa mua được clip sau, mấy anh chị mình có thể mình tham khảo thêm. Rồi em cảm ơn mấy anh chị mình đã theo dõi hết video của em nha. Chúc mấy anh chị mình xem video vui vẻ. Hẹn gặp lại mấy anh chị mình trong những video tiếp theo ha.